Học cấp 3 xong thì bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Rồi em mới lên thành phố. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thảo Dung. Em năm nay 25 tuổi. Em quê gốc là ở Bến Tre, mà hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing. Rồi bạn trai giới thiệu. Em tên là Trần Quốc Hưng, năm nay 30 tuổi, quê quán ở Hậu Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là kỹ thuật viên ngành viễn thông. Về máy vi tính này kia hả? Không, đi triển khai internet anh, lắp đặt và bảo dưỡng mạng lưới. Ở thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Bao lâu về Hậu Giang lần? Dạ 6 tháng về một lần. Mà có khi một năm về một lần. À dạ, công việc nhiều quá không có về đúng không? Dạ về. Em có những thế mạnh gì và những cái khuyết điểm gì? Dạ, em thì mạnh là vui vẻ, thẳng tính và biết chơi thể thao. Làm được tất cả công việc nhà, đặc biệt là biết ca hát nhưng mà ca rất dở. Những vui là được rồi. Dạ, khuyết điểm thì ở nhà thì em hay lề mề với không có tự tin trước đám đông, với ít nói chuyện với người lạ. Rồi chút bên kia người lạ có dám nói không? Dạ. Rồi bạn gái. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm thì em là người không có nóng tính. Dạ, em sống độc lập, tự lập và kiểm soát tốt cái thái độ cũng như là suy nghĩ của mình. Khuyết điểm là mặc dù giọng nói thì tương đối là dễ nghe nhưng mà em hát thì rất là dở. Rồi sao hai người này giống nhau quá vậy? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất thì chia tay được gần 2 năm rồi ạ. Em quen gần 2 năm. Lý do sao 2 năm mà chia tay? Tại vì em là người sống cho gia đình á, cho nên là em muốn một mối quan hệ mà có thể đi đến lâu dài hơn. Nhưng mà em với bạn thì không có phù hợp để mà tiến tới hôn nhân á, cho nên là không nên làm mất thời gian của nhau nữa. Sẵn sàng tình yêu mới chưa? Dạ sẵn sàng. Em được bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Dạ cái này tùy bạn bên kia. Nhưng mà mình phải có cái dự tính của mình chứ. Dạ em nếu như mà em thích đó là quen chừng khoảng 1 năm thôi là cưới là được. Đúng rồi, quen 2 năm cũng chia tay thấy không? Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ trải qua 2 mối tình rồi chị. Giống bên kia quá ta. Một mối tình hồi thời học cấp 3. Học cấp 3 xong thì bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Rồi em mới lên thành phố em làm cho tới giờ. Mấy năm rồi? Dạ 5 năm rồi. 5 năm rồi chưa có một mối tình nào nữa? Dạ. Tại sao 5 năm rồi không có yêu ai? Nói khi em cũng đi làm công việc, tính chất công việc thì đi làm rồi về trễ. Rồi mình không có thời gian nhiều. Với lại cũng sợ bạn gái đi lấy chồng nước ngoài. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, bạn trai của em thì em mong muốn là bạn phải cao hơn em. Em cao 1m58 thì bạn phải 1m68 trở lên. Quá được luôn. Sạch sẽ, tươm tất và phải là người đàn ông của gia đình. Không có mà bạo lực á, có xu hướng bạo lực. Có cái nào bạo lực không em? Vũ phu không em? Dạ không chị ơi. Đây hiền khô à. Đây không có vũ phu đâu. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không có thích mà bạn nam mà sống mà không có biết chăm lo cho gia đình đó chị. Dạ, với lại ích kỷ. Bảo mỗi người của bạn luôn. Trai là như thế nào? Dạ, cao gáo dễ nhìn vậy ơi. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao cao gái này khó à nha. Nửa mập nửa ốm nữa hả? Cao từ 1m55 với cao bằng em trở lại là được. Biết thấu hiểu mọi người, quan tâm chăm sóc gia đình và yêu trẻ em. Yêu trẻ em và yêu em nữa đúng không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, hay càm gàm nhiều quá. Ăn mặc lè lẹ, hứa mà không có làm được. Thường cái này bạn gái người ta nói con trai hứa thật nhiều, thật hứa thật nhiều. Gái thường hứa gì với con trai trời? Dạ thì thà không hứa, hứa thì phải làm. Chắc là phải hứa không đi lấy chồng nước ngoài mới được. Dạ, hứa không đi lấy chồng nước ngoài. Lấy em thì được. Trời thì đó, bây giờ bấm nút và lấy em luôn chứ không có bỏ nữa. Sao xè tay ra coi kiểm tra coi sạch trời sẽ ơi. Không? Quần áo tươm tất gọn gàng, sáng sủa. Sao chị sẽ... được không chị? Được. Bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm chị. Dạ phải tìm cô hiểu. Cô này cô không muốn quen lâu nữa. Tại vì cái đó là cái chuyện trăm năm của mình và ăn ở với mình suốt cuộc đời mà. Rồi lấy về mình định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì đang ở nhà trọ chị. Thì hai đứa về phải tìm hiểu nhau và tính tới cái chuyện kinh doanh thêm chị. Hiện tại là em đang làm bên cái mảng kỹ thuật á. Ổn định chưa công việc? Dạ, mình ổn định chị. Mình có phải làm về quê hay có phải làm dâu? Dạ không chị. Lập nghiệp Sài Gòn luôn. Dạ. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối chị. Với không có nhậu nhẹt nhiều. Trời ơi, con gái phụ nữ hiện đại mà chị ra khi cũng đi nhậu đi ba đồ nó thấy là chuyện em có rồi. Đi nhậu đi ba gì không em? Dạ không chị. Nãy giờ mình tưởng tượng ra cổ là thì bạn cũng sao? Em nghĩ thì cũng không mập bạn, không ốm, bạn cũng cao gáo. Mọi người thì bạn nói ra thì biết bạn cũng kỹ tính cho nên là không có cái vụ bê bối đâu, yên tâm. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không có biết nấu ăn
Dạ cái đó không sao chị, cái đó em cũng không biết nấu ăn, nhưng mà mình nấu hai vợ chồng mình ăn thì đương nhiên phải ăn được thôi. Đúng rồi, không ăn được bỏ phí đúng dạ. Không riết phải ăn được. Anh qua anh coi bên đàn gái thế nào em. Chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Anh bên đây là dân miền Tây, chất phác thật thà. Dạ. Đẹp trai, công tử Bạc Liêu. À, nói vậy là em hình dung anh này được rồi đó. Dạ. À, dễ thương lắm. Dạ. À, tính anh hơi hiền. Dạ. Em cũng hiền. Em cũng hiền luôn hả? Dạ. Nhưng mà có ghen không? Dạ không. Mấy người hiền hiền chứ ghen dữ lắm luôn á. Dạ không, em không có ghen. Không có ghen đúng không? Dạ. Giờ cũng đang ở trọ. Dạ. Mình có thể hùng hạp với anh để mua nhà trả góp rồi có căn nhà tình yêu được không? Dạ nếu như mà tiến tới lâu dài thì cũng phải nghĩ tới lâu dài đó. Dạ. Có những cái thứ gì mà anh không thích ở đàn ông nữa không? Dạ chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ chứ anh ít nói thôi. Dạ được, nhưng mà phải biết chăm lo gia đình. Chăm lo chắc rồi, vô đó thôi đúng không? Dạ. Đàn trai yên tâm. Rồi kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kỷ niệm. Thấy anh sao? Được không? Ngày cuối tuần thì mình giải trí như thế nào? Dạ, em là thời gian phần nhiều của em là em dành cho gia đình. Cứ cuối tuần là em về quê thôi. Là ở Bến Tre mà Sài Gòn về quê luôn hả? Dạ đúng rồi, em chạy xe máy 2 tiếng là tới rồi. À, cũng gần ha. Ta con gái ta xiên ghê không? Mình ở Hậu Giang mà không. Nửa năm, một năm mới về một lần. Tính chắc có công việc mà chị. Anh có nóng tính hay ghen không? Không, không, anh không có nóng tính. Không nóng tính. Ghen thì nếu mà yêu nhau thì đôi khi cũng phải có một chút gì đó để ghen chứ. Rồi thôi hai người nói chuyện đi, hẹn hò thế nào đó, nói đi. Anh có đi xuống Bến Tre chơi lần nào chưa? Anh chưa đi đến Bến Tre nhưng mà có người cậu cũng lấy vợ ở đó. À, anh thấy con gái Bến Tre sao? Dễ thương, dám đứng Bến Tre mà. Dạ, thường thì lúc những lúc buồn á, thường anh làm gì? Thường thì anh ra bờ sông. Làm gì buồn ra bờ sông đi. Ngồi một mình để ngắm nước trôi hay là ngắm mây trời gì đó chị. Rồi hay là nắm đá, cầm đá ném xuống sông kìa. Có khi nào buồn quá có ý định đi xuống dưới đó luôn chưa? Không nè chị ơi, còn yêu đời mà. Giờ hai người tính hẹn hò nhau làm sao? Nếu mà cho anh cơ hội thì chúng ta có thể đi xem phim hoặc uống gì để tìm hiểu nhau hơn. Mấy lúc bẽn lẽn này hay lắm. Hai người có ý nhau rồi. Làm như có xét chút xíu rồi đó. Hôm qua em cầm tay cô gái ngay. Thử cảm nhận thế nào? Dạ. Để mình chuẩn bị bấm nút. Dạ. Bước qua. Cầm. Nói gì đi. Lạnh không? Dạ. Em thấy anh hình như anh run á. Tay anh hơi lạnh. Không, anh không có run. Thì thời mới lạnh nữa anh lạnh nữa. Thì tin tưởng làm bạn nghe anh nha. Gì bắt tay làm cái đối tác kia đó. Em nắm tay nè, nắm tay vô để cảm nhận tình yêu hai tay đàng hoàng đó, nhìn thẳng vô mắt ha, cho nó tình cảm. Rồi bây giờ mình nghĩ trong lòng cái gì ha, cảm nhận cái với đối phương thế nào, em hãy nói bằng tất cả những gì mình suy nghĩ nha, không cần hoa mỹ gì hết, nói những gì mình đang suy nghĩ. Bắt đầu. Anh cũng anh cảm nhận sao vậy em? Ok, quá tuyệt vời thật mà. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh hiền. Hiền hả? Dạ. Hy vọng mọi điều sẽ tiến triển tốt đẹp. Được rồi đó. Chúng ta kiểm tra và lại tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đối phương có thuộc nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Nhưng khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Một. Quan trọng cả cuộc đời đó các bạn. Hai. Ba. Hết thời gian. Em gái có bấm không? Dạ em có bấm. Hả? Có bấm hả? Nắm tay lo quá. Lo thấy chưa? Nếu mà cô ấy không bấm nãy giờ em cảm giác thế nào? Thấy cô không dạ bấm? Không sao chị. Nếu mà chứ bạn gái không bấm thì có lẽ bạn gái cần phải suy nghĩ chọn người chính đáng hơn em. Chính đáng hơn em hả? Dạ. Là em không có chính đáng hả? Không phải, là người tốt đẹp hơn. Chúc mừng hai em hai nha. Hai người xứng đôi ha. À, rất là đẹp đôi, dễ thương đấy. Đúng chưa? Mấy cặp mà lại đây hôm hôm vừa chứ xuống kia không biết nữa kia. Nắm tay thì chặt đó.
cái anh này, thích anh này nè, buông tay ra hoài à, để tình. Điểm mạnh của em là em không biết dặn chị ạ. Cái này hay rồi nha. Phụ nữ mà có tính này là hay lắm á. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Hay sống ảo anh chị. Sống ảo là sao, là chụp hình đăng Facebook đúng rồi ạ. Có những bạn trai mà con trai mà cứ ngày đăng mấy tấm hình lên, đăng lên phải là em cũng không thích. Về ngoại hình thì cũng không kén chọn lắm, cứ từ 1m50 cho đến 1m60, từ 48 cân cho đến 55 cân vừa đầu. Em tên là Đinh Văn Lâm, em ở Phú Thọ, năm nay em 26 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì em làm cho công ty cửa cuốn của nhôm cho Hưng Phú Thành. Bây giờ em làm kinh doanh cho hai công ty là công ty Hoàng Phát cũng ở quận 7, hai là công ty Hưng Phú ở quận 9. Thoải mái lên nào. Dạ. Sao mà nó nghiêm xuống vậy? Sao cười tươi rất là xuống vậy cơ? Bạn hơi bị căng thẳng đúng không? Hơi hồi hộp. Kinh doanh thì thoải mái lên chứ, dạ, đúng không? Dạ. Mời bạn gái giới thiệu đi đã nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Xuân. Năm nay em 27 tuổi ạ. Em đến từ Phú Thọ. Hiện tại em đang luôn. Dạ. Hiện tại thì em đang sống ở Phú Mỹ Hưng với chị gái ạ. Em thì đang làm cho quán bánh và cà phê của chị luôn ạ, của gia đình ạ. À, kinh doanh trong nhà luôn ha. Đúng rồi ạ. Mà bên kia 27, em nói em nhiêu? Em 26. Trai hơn 2, gái hơn 1 được đấy. Được không? Dạ, không sao đâu anh ạ. Đâu mà mình hỏi thăm nhau thử coi Phú Thọ mình có ở gần nhau không? Có bà con, cô bác gì không? Anh ơi, anh Phú Thọ là anh ở huyện nào ạ? Anh ở huyện Yên Lập. Cũng gần ạ. Được không? Dạ, được ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em không biết giận chị ạ. Cái này hay rồi nha. Phụ nữ mà có tính này là hay lắm á. Mọi người thì thường nhận xem em là vui tính, biết gây trò cười cho mọi người. Còn khi về nhà thì em lại là một người khác, tức là biết quan tâm đến nhà. Tưởng đâu về nhà hay giận chứ. Không ạ, có khi là trầm tính hơn một chút ạ. Em thích đi chơi với bạn bè và chọc phá bạn bè ạ. Còn khuyết điểm của mình là gì? Em không làm được những việc mang tính tỉ mỉ ấy chị. May quá, tiêu thụ đúng rồi, chậm chậm quá là em không thích. Chứ em thích làm những việc gì? Những gì mà nhanh nhanh một xíu. Em cũng hơi cả bà một xíu, tức là hay quên á chị. À, rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em thì cũng hơi nóng tính, không hay giận dai đâu. Em là một người hay thẳng thắn, sống rất đàng hoàng, lịch sự, gọn gàng, không ngăn nắp, không bừa bãi, không bừa bộn. Tức là đồ đạc của em là em xếp gọn gàng lắm, em không có bừa bãi. Kỹ tính đó. Dạ dạ, không phải kỹ tính, hơi thôi. Em có tật xấu gì không? Em tật xấu thì không có, tật xấu gì có ngủ là hay có tật xấu là hay thỉnh thoảng hay nói nhảm nhảm mấy câu. Hay gì hay gì? Đó là ngủ mơ. À. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình cách đây 3 năm. Em thì đi làm trong này thì là người yêu em thì ở ngoài quê. Thì nói chung là do ở xa quá, rồi từ từ nó lạc dần đúng không? Xa. Từ từ xa mà cách lòng đó. Từ từ nó bay đi dần đấy, là nó bay đi luôn. Còn bây giờ thì gần rồi, thoải mái rồi đó, bạn kia Phú Mỹ Hưng luôn. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Em thì mới được một mối tình thôi ạ, cách đây 5 năm rồi ạ. Em quen nhau được 2 năm. Tại sao lại chia tay em? Tại vì do khoảng cách địa lý á chị. Cũng là khoảng cách địa lý luôn. Bây giờ thời cơ chín mùi, hôm nay gặp nhau đây cũng cùng quê luôn. Em cũng hy vọng là như vậy ạ. Rồi, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chỉ cần là cao hơn em chút xíu, 1m65. Có luôn. Cũng ngăn nắp sạch sẽ. Quá sạch sẽ. Em cũng ưa sạch sẽ ngăn rồi. Nắp. Yêu chó mèo ạ. Ủa, có yêu chó mèo không em? Dạ có. Dạ có luôn. Vậy là được ạ. Em có thích chim không? Em chỉ thích nuôi chó mèo thôi ạ. Anh thì dạ, đúng rồi, yêu động vật là được ạ. Sở thích của anh rồi. Con nào cũng là động vật. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Hay sống ảo anh chị. Sống ảo là sao, là chụp hình đăng Facebook đúng rồi ạ. Có những bạn trai mà con trai mà cứ ngày đăng mấy tấm hình lên, đăng lên phải là em cũng không thích. Thả thính em, cái đó là thả thính. Rồi còn gì nữa không em? Chơi game, hút thuốc. Hút thuốc anh không hút đâu nha. Dạ. Ăn nhậu. Thỉnh thoảng vẫn đi giao lưu với các giao lưu sếp. Được. Lâu giao lưu được ạ. Rồi được, bên đây tiêu chuẩn rất là đơn giản. Còn bạn trai mình có tiêu chí gì khi tìm bạn gái? Hiền hậu, kính trên nhường dưới. Cái thứ hai là em thì thích bạn gái là sống thật lòng, yêu thật lòng. Bởi vì em sợ tình yêu lừa dối lắm. Về ngoại hình thì cũng không kén chọn lắm, cứ từ 1m50 cho đến 1m60, từ 48 cân cho đến 55 cân vừa đầu. Vậy là tốt rồi ha. Rộng quá ha, tiêu chuẩn rộng ghê. Dạ dạ. Tuổi tác mình có chọn coi tuổi coi ngày hợp thầy hợp tướng gì không? Không, em thì kỵ mới tuổi 94 thôi.
Em là sinh nhiêu? Em sinh năm 91. 91 em sinh nhiêu? Em sinh 91 ạ. Ủa 91 thì hai người bằng nhau mà tự nhiên đã giới thiệu sao ra bên này lớn hơn. Ủa, hai người 27 tuổi sao là 97? 91 năm nay 27. 26 là năm ngoái rồi anh ơi. Năm nay năm 2017 mà đã đến rồi. Đến năm nay năm nhiêu? 2017. Cái gì? 2018 rồi. 2018 rồi. Ừ. Trời ơi trời. Cái gì nữa sao? Còn cái gì nữa? 28 rồi. Dạ, dạ, dạ. 27 tuổi rồi nha. 27 tuổi à? Trời, hãy tưởng đâu nhỏ hơn ta 1 tuổi. Chút xíu kia bằng chị rồi. À, 27 tuổi là đúng hợp, hôm nay hợp tuổi. Hợp phải không? Vậy chừng nào đám cưới được? Tìm hiểu nhau một vài tháng, từ giờ đến tháng 10. Chị thích cái đó đó. Anh thích cái này lắm nè. Chị thích lâu lắm luôn. Nhưng mà chúc em tặng, em nói ý nghĩa cái món quà này cho bạn gái nha. Dạ dạ. Ừ. Thích lắm luôn á. Rồi bây giờ nè. Chị mai không thích. Có cần làm dâu không em? Vợ em thích sống thôi, em thích sống đấy thôi. Bởi vì chỗ nào dễ làm ăn thì mình đi thôi. Đúng rồi. Em thì sống ở đâu cũng được anh ạ. Chứ đâu có phải là cứ phải bắt về nhà, ở về nhà đâu chị. Chung là dễ vợ nói gì nghe nấy. Dạ dạ dạ. Thương vợ nhất. Được, đồng ý, biết. Thương vợ nhất. Ủa rồi còn cái này là sao? À hôm nay em có mang một món quà gọi là của quán nhà em làm á chị. À có quà bên đó luôn hả? Có quà. Của nhà luôn anh ạ. Chuẩn bị rồi. Chào em gái. Chào anh ạ. Bây giờ em nghe bạn trai nói, em cảm nhận chàng trai đó như thế nào? Em thì thấy bạn trai cũng là một mẫu người gọi là hợp cho gia đình đấy ạ. Quan trọng là yêu vợ nhất đó ha. Yêu vợ nhất là em thích rồi đó. Đúng không? Nhưng khoảng bao lâu thì em có thể cho người ta bước tới để đón em về được? Em muốn tìm hiểu nhau kỹ một chút xíu, tức là khoảng một năm gì đấy ạ. Rồi anh thấy bên đàn gái dễ thương lắm á. Yeah. Rồi được ha. Bây giờ quyền quyết định còn lại là ở hai bạn. Yeah. Chúng ta sẽ gặp nhau 2 phút trao đổi, tặng quà, tâm sự với nhau và đưa ra quyết định. Kéo của mình mà. Mua quà nha. Dạ, em chào anh. Dạ em cảm ơn. Dạ. Chào em. Em sẽ cố gắng chăm sóc cho đôi bạn này. Dạ đẹp ạ. Tại sao bạn tặng lại tặng chim mà không tặng cái khác? Đôi cánh ước mơ của em mà. Có một món quà gọi là, cái này là bánh kiểu Mỹ anh. Nếu anh muốn ăn thì có thể ăn thử đi. Anh tự quyết định. Có thể ăn lâu dài được luôn ạ. Dạ con xin phép cô chú để dưới. Thôi ăn đi. Con ăn trước. Tôi đang đói bụng, ăn lẹ đi rồi cùng mày đặt. Thôi sao? Cảm nhận gì bánh đi. Số ai nấy hưởng à. Tự ăn đi. À, mùi như là bánh mì nhỉ? Đây chỉ là một chiếc bánh nữa, khi mà đến quán thì em có thể làm được nhiều hơn. Nếu mà anh muốn ăn ngon hơn thì có thể đến ạ. Em ăn nấu cho món nào anh ăn cũng ngon cũng phải ăn, chẳng ngon cũng phải ăn. Dạ em cảm ơn. Tức là vẫn là bánh rồi, đây em muốn cho anh thử luôn ở đây ạ. Bánh này là bạn gái đích thân làm đó. Hỏi thử cái chim đó là con chim nó tên gì em? Ở chỗ này gọi là con yến, vậy yến gì? Chăm sóc nó có khó không ạ? Tại vì em cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc. Anh có đồ, mua đầy đủ đồ hết à? À đầy đủ đồ ạ. Bây giờ là chỉ có, nếu em không chăm sóc được thì anh và em cùng chăm sóc cùng. Nó sẽ lớn dần. Em chỉ quen chăm sóc chó với mèo thôi ạ. Chó mèo anh cũng nuôi nhiều. Bữa nay nói chuyện tình yêu chứ mày nói chó chim mèo. Hai con chim đẹp em lắm. Em nhận xét về anh thế nào? Để đây cho đẹp đó. Thấy anh là người khá chững chạc, hợp với cái tiêu chí của em ấy. Hợp không? Hợp ạ. Bấm nút. Thế còn anh ạ? Anh thì được, nhìn em được. Không gầy quá, không béo quá thì là được. Dáng hay đẹp. Dạ em cảm ơn. Anh có nhiều thời gian rảnh không ạ? Anh thời gian rảnh thì thứ bảy chủ nhật. Lần đầu tiên hẹn hò á là để đi. Em thích xem phim không? Em thì em không thích xem phim. Ca nhạc. Tại vì tất cả các phim em đều không thích xem. Do anh, ca nhạc. Ca nhạc thì có. Ok. Anh có thích hát không ạ? Chỉ thích nghe ca nhạc thôi, hát thì anh hát được một đôi vài đoạn thôi. Bây giờ mỗi người nhìn thẳng vào mắt nhau, nói một câu thôi, tình cảm. Rồi chúng ta quyết định bấm nút. Mời bạn trai. Anh cứ nói đi. Đồng ý làm vợ nhé. Đồng ý làm vợ nhé. Đồng ý không? Cái này thì có vẻ là hơi gấp gáp quá, bởi vì cần phải thời gian chút xíu. Đây là chương trình còn tìm hiểu nhau dài mà. Đồng ý nhé. Đấy không? Cái đấy thì chắc phải để khoảng thời gian sau mình biết ạ. Đúng rồi. Thôi kết thúc đi. Hết thời gian. Các bạn đã nói chuyện rất nhiều về nhau nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Bấm nút là hẹn hò cho các bạn bấm nút em. Để bấm vui nha. Chơi, bạn 2, bè nha. Cà phê, cà pháo, không phải như vậy nha. Suy nghĩ thật kỹ. 1
2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Đây, cầm bánh đi quay rồi đấy. Hai người cười suốt rồi nha. Về cười đi nha, cười nguyên ngày nay luôn.